xin chào các bạn chào mừng các bạn trở lại kênh youtube mình hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sửa cái lỗi là cháu liên quan là mạng bất ổn định vui lòng kết nối lại đối với trường hợp cái lỗi này thì mình nghĩ các bạn đã sử dụng cái ờ, đã chỉnh sửa một số file thật sự là moi tướng này. kiểu như các bạn là mod skin tướng hay là mod ảnh tướng các thứ thì nó sẽ bị như này để khắc phục được cái tình trạng này thì các bạn cần phải cái xóa cái bộ nhớ đệm của liên quân đi hoặc là chúng ta gỡ bỏ hoàn toàn liên quân và cài lại. trong cái trường hợp các bạn không muốn gỡ bỏ hoàn toàn thì các bạn sẽ xóa cái bộ dữ liệu trong liên quân và chúng ta sẽ tải bộ dữ liệu mới. tuy nhiên làm cách này thì có một số máy thì nó sẽ không chịu tải bộ dữ liệu mới và nó yêu cầu các bạn gỡ đi nhá và các bạn nó yêu cầu các bạn gỡ và cài lại một số máy thì nó sẽ uh, có thể cập nhật tiếp tục và chúng ta vào để chúng ta gỡ được cái uh, dữ liệu những cái uh, xóa được cái, những cái dữ liệu mà nó bị lỗi thì chúng ta vào uh, ứng dụng trong điện thoại và tiếp theo nữa chúng ta ấn vào uh, xem tất cả ứng dụng các bạn sẽ tìm tới liên quân 2,35 ghi này bộ nhớ đệm là 2,36 ghi này các bạn sẽ vào liên quân và chúng ta ấn vào bộ nhớ à mình mình xin lỗi các bạn ấn vào bộ nhớ và bộ nhớ đệm các bạn ấn vào xóa bộ nhớ đệm đó và các bạn cũng xóa chúng ta vào lại game quân sao còn bị lỗi không nếu vẫn còn bị lỗi thì chúng ta ấn vào xóa bộ nhớ nhé đây mình sẽ không ấn bởi vì máy của mình hiện tại nó không bị lỗi Ok thì video mình chia sẻ đây thôi Các bạn hãy ấn like đăng ký kênh của mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại